cô cũng nói Như ơi, bà nội thương con dữ lắm, bà nội nhớ con, sao tự nhiên con đi vậy, con không nói gì với bà nội hết trơn á. Ơi bà nội khổ biết bao nhiêu không hả? Bây giờ con lỡ, bây giờ con đi với bạn của con, giờ mẹ bà nội cũng nói với bạn của con, thương bà nội, thương con thì đưa con về nhà đi, đưa về nhà đi, rồi bà nội nếu mà con chịu, gia đình nó chịu thì đi tới đi bà nội gả, nói vậy thôi. Con xin phép chào cô nha. Dạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? Cô tên là Nguyễn Thị Hợi. Cô Hợi ha. Dạ. Cô Hợi à, nhà ở đâu? Ở thị trấn, cô ở khóm 4 thị trấn Mỹ An, Đồng Tháp. Đồng Tháp. Ừ. Cô đi tới đây là tìm cháu. Dạ. Cô mới ở từ Đồng Tháp về Bình Dương hả cô? Mới đi lần đầu tiên. Cô đi hôm qua hay là sáng? Mới đi sáng, cô đi xe ôm á. Sáng à. Là cô về nhờ anh em giúp đỡ là tìm cháu. Tìm cháu gì? Cháu là cháu nội, cháu ngoại cô. Cháu nội. Cháu nội cô tên là gì? Mai Thị Huỳnh Như. Mai Thị Huỳnh Như. Dạ. Cháu nội của cô là được bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó sinh 2008 đó. 2008. Dạ. Vậy là 16 tuổi. Dạ. Sao cháu nội bỏ đi? Tại vì nó coi lên Facebook ha. Rồi cái nó nghe lời người ta nó đi. Cô cũng không biết nữa. Cô cũng đi tìm dữ lắm luôn mà không gặp, lên đây nhờ sĩ Hải nhờ kiếm giùm chứ cô cũng không biết luôn. Cô ơi, rồi là ba mẹ của bé đâu? Ba mẹ của bé là hồi đó mẹ nó bỏ nó mới thôi nôi á, cô nuôi, rồi cha nó có gia đình khác. Là trước lúc bỏ đi thì cháu nội của mình là ở cùng với cô hay sao? Đúng rồi. Ở cùng với gia đình nhà mình nhiều người không cô ha? Cô có với cha nó không à? Rồi sau này cha nó mới có vợ sao? Là ở với mẹ kế luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi là ba đã có con riêng chưa? Cha nó có con riêng được 2 đứa rồi. Đứa học lớp 2 với đứa cũng như mẫu giáo. Vậy là 5-6 người, 5-6 thành viên là ở chung nhau. Dạ đúng rồi. Sao hôm nay là cha của bé không về đây đi tìm cùng với cô? Tại vì đi rồi nó không có biết chạy xe chạy đi đường xa không được á. Vậy rồi... là cô bắt xe ôm từ dưới Đồng Tháp lên đây luôn hả? Dạ. Ôi trời đất ơi, sao mày không đi xe đò? Đi xe đò sợ trễ, tính tới lui đi sợ xe Bình Dương nó sợ trễ, chứ phần cái đường đi nước bước cô cũng chưa có gành. Cô đi xe đò từ đó về đây nhiều tiền không cô? Đi chắc khoảng chừng 500 ngàn hả? Ủa 500 sao lại rẻ thế được nhỉ? Tại vì đi ở thằng đó trong xóm nó chạy đó. Cả đi cả về á hả? Cả đi cả về có 500 ngàn hả cô? Ừ. Sao ông này ông chứ là ông không có lấy tiền công rồi. Đúng rồi, nó cũng giúp nó làm từ thiện á. Dạ. Đổ xăng rồi này kia với ăn uống. Vậy là trước giờ là cháu nhà mình ở quê là còn đi học không cô ha? Nó học lớp 9 rồi cái nó nghỉ, hết lớp 9 nó nghỉ. Nó nghỉ cái cô mới cho nó đi làm tóc á. Làm tóc với làm móng được 6 tháng rồi. Rồi cô mới nói nè, con ơi con gắng học đi, nữa sau này cũng nhớ thân con. Dạ. Chứ bà nội nó già rồi, bà nội cũng không có nuôi con được. Dạ. Rồi nó học 6 tháng rồi nó coi lên Facebook ha. Dạ. Rồi cái nó đi, nó nghe lời, nó coi gì lên gì tớp gì đó, cái gì đó. Tớp tốt á cô ha. Nó coi gì đó cô cũng không biết nữa. Cụ thể là bỏ đi ngày nào cô ha? Bỏ đi ngày mùng 6 tháng giêng á. Là âm lịch á hả cô? Mùng 6 Tết á. Vậy là hôm nay là cuối tháng giêng rồi. Hết tháng giêng rồi đó. Nay là cũng gần 1 tháng rồi. Sao hôm nay mình mới về đây cô? Trời ơi cô cũng không biết nữa. Ở dưới đó rồi cái cô nhờ cũng như là nghe nói là hiệp sĩ Hải trên này nè, cô mới xin cái số điện thoại. Xin cái số điện thoại rồi cái ngày hôm qua cô mới điện ngày hôm qua đó. Rồi bữa nay cô cắt tóc cô lên liền. Trước cái ngày mùng 6 thì gia đình nhà mình ăn Tết có vui không cô? Cái ngày mùng 5 đó thì nói chung ra thì cũng đỡ thôi. Rồi cái ngày mùng 6 là bắt đầu khóc biết tới nay luôn đó. Trước đó thì cô hoặc là ba ruột của bé cũng như mẹ kế có la dày gì bé không? Không có la gầy gì hết trơn á. Mẹ kế về sống với ba là được lâu chưa cô? Sống được 7 năm rồi. Trong quá trình 7 năm trời đó thì đối xử với cháu nội của mình có tốt không? Tốt. Nó đối xử tốt lắm. Bởi vì cô nói với cưng gì nè,
tại vì cô thì đi mần, đi giúp việc, cô còn đi mần được, cô lo cho cháu cô. Rồi sau này á, rồi nó có con đó, rồi cái hai đứa nó tự lo với nhau, tự lo với hai đứa mấy đứa kia. Còn nhỏ này thì cô lo chín đáo vậy đó. Thành thử ra là cô đi mần được, nó không có dám ngó gậy gì hết trơn á. Mà mẹ kế cũng rất là cưng, cha nó cũng rất là cưng luôn. Thương ha. Thương. Ở nhà là nó chung ra là không có nói gì nói hết trơn á. Nó coi lên Facebook là nó đi vậy thôi. Rồi trong quá trình là gần một tháng trời này, gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm ở đâu rồi cô? Đi tìm kiếm lum hết trơn á, mà giờ không có biết chỗ nào hết trơn á. Cũng đi tìm, cũng có đi là báo công an được rồi, xong á đó, lại đó, báo rồi. Vậy là khi cháu nội nhà mình đi làm có mang theo thứ gì đi không? Không, nó mang có 2-3 bộ đồ à. Bộ đồ mà bộ đồ cũng như đồ mới này kia nó để ở nhà thôi. Có tiền bạc không cô ha? À, nó tôi tiền bạc nó như ở trong nhà cô thì cũng nghèo. Cô đi giúp việc đó, cũng như mấy bà mấy ông nó lì xì cũng được 400-500. Chứ nó mang là được một đôi bông đó. Đôi bông đó thì cô mới sắm hôm trước Tết. Cô đi mà cô sắm cho nó. Cô thương nó dữ lắm luôn á, vậy nó không có mẹ. Vậy là chơi bé nhà mình chơi các trang mạng xã hội lâu chưa cô? Nó chơi đâu khoảng là mấy tháng á. Bởi vì nghe bà chủ nó nói là bà chủ nó cũng gầy la nó. Rồi nó hôi nó chơi đâu cũng khoảng chừng 2 tháng. Vậy đó, là sáng mùng 6 á, nó đưa cô đi ra làm. Cô đi lấy ngày á, cô đi làm, bà chủ mới kêu đi ra làm. Rồi đi dọc đường á, rồi cái người đó đó mới điện cái cô mới hỏi nè, ai điện cho con vậy? Cái nó nói là bà chủ nó, là con bà Yến. Bà chủ nó tên Yến vậy đó. Điện không điện mà nhá, nó nói vậy nha. Rồi cái cô cũng nói ngay, cô cũng chủ quan tại vì cháu cô nó đi mần thường thường nó về mà ở đó nó hiền dữ lắm, nó không có quậy quọ gì hết trơn á, sớm hết á, nó không có quậy quọ mà nó nói rất là đàng hoàng dữ lắm. Tại vì nó lên Facebook đó rồi nói sao cô cũng không có gành, rồi nó đi đó, đi trong ngày mùng 6 đó. Theo như cô lần này là cháu nhà mình đi lần này là bị bạn bè trên mạng xã hội dụ đi đúng không ạ? Đúng. Và theo như cô là bạn trai hay là bạn gái? Bạn trai ha. Bạn trai ha. Ừ. Bà chủ nó cũng thấy mặt thằng này nữa. Chú cô có biết là cái người thanh niên đó là quê quán ở đâu không? Không, cô không biết. Không biết tên, chưa thấy mặt ha. Chưa thấy mặt thấy mày gì hết trơn mà cô cũng không biết nó ở đâu, cô cũng không biết luôn. Có bao giờ mà từ trước tới giờ là cháu gái, cháu nội có tâm sự với cô là buồn phiền chuyện gì không? Không. Không. Không ngờ, không có gì hết trơn. Có bao giờ mà tủi thân là vì là mẹ bỏ đi không? Không. Nó cũng không nói gì tại vì á, cô nói với cưng về nè là cô lo nó rất là chu đáo. Cô đi mần cô lo nó chu đáo. Ở nhà là nó chung ra là nó không có nghèo thiệt mà cũng như là nó không có đi mần thê mần mướn gì ai hết. Nó cũng lịch sự người mà cái giò nó như hơi yếu vậy đó, là cô cưng nó dữ lắm luôn. Chắc bà nội á. Chắc bà nội là thấy là bé không có mẹ đúng rồi nên bà thương, thấy tội đúng không? Dạ thương nó cũng như cha nó sau này có vợ mà đều cũng thương mà không thương bằng nó vậy đó. Cô nói vậy là không thương bằng nhỏ này, cái gì cô cũng bù bổ cho nó hết trơn á. Tới giờ phút này thì không biết cháu nội là đi đâu về đâu và ở đâu. Dạ vì lên đây thì cũng nhờ hiệp sĩ Hải với nhờ cộng đồng mạng rồi giúp đỡ em cho cô. Cô có điều gì cô muốn nói chuyện với cháu nội, hy vọng cháu nội nghe được để sớm quay trở về? Có, giờ cô cũng nói vậy nè, Như ơi, bây giờ á bà nội cũng lên tới đây rồi, bà nội cũng đi tìm kiếm con mà bây giờ á con cũng thấy bà nội rồi, bà nội buồn dữ lắm luôn rồi, con thấy bà nội là con phải quay về trở về liền. Nó đi nó bật điện thoại luôn, nó không có điện gì nhà luôn á. Cô tâm sự với cháu nội đi, cô nhớ cháu nội không? Nhớ, cô cũng nói Như ơi, bà nội thương con dữ lắm, bà nội nhớ con. Sao tự nhiên con đi vậy, con không nói gì với bà nội hết trơn á. Ơi bà nội khổ biết bao nhiêu không? Hả? Bây giờ á, con lỡ, bây giờ con đi với bạn của con. Giờ mẹ, bà nội cũng nói với bạn của con á, thương bà nội, thương con thì đưa con về nhà đi. Đưa về nhà đi rồi bà nội nếu mà con chịu, gia đình nó chịu thì đi tới đi bà nội gả. Nói vậy thôi. Bây giờ là cô đang sợ nhất là cháu nội. Dạ. Ở bên ngoài không biết như thế nào. Đúng rồi.
có được khỏe không. Đó, thì cô sợ như vậy đó. Và sợ rằng là cháu nội của cô sẽ gặp những người xấu. Đúng rồi, cô đang sợ như vậy đó. Có thể làm hoặc gây ra một cái điều gì đó không tốt, làm tổn thương tới cháu nội, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi đêm nào cô cũng gầu lo hết trơn. Nói nhà nó nghèo khổ thiệt mà nó ăn rất là cô lo, nó chu đáo, lo ăn đầy đủ lắm. Rồi nó đi đó rồi cô sợ nó như trời ơi, cô sợ nó đói nó khát rồi này kia, sợ. Rồi nhiều khi bạn tốt không nói gì, sợ bạn xấu ha. Rồi nó làm tầm bậy tầm bạ rồi này kia, cô lo dữ lắm luôn. Cháu nội của cô một lần nữa, cô đọc lại họ tên cháu nội của cô đi. Mai Thị Quỳnh Như, sinh 2008. Dạ. Cô có điều gì cô muốn nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng chung tay góp sức giúp đỡ cô tìm cháu nội không? Có, giờ cô cũng nói gì nè, ở trên đồng mạng chung tay góp sức á, giờ tôi lên đây tôi không nói gì hơn, nhờ cộng đồng mạng á cũng tìm giùm cháu nội tôi rất là mang ơn. Thôi cô cố gắng nha. Thì anh em tụi con sẽ cố gắng hết sức để mà đi tìm kiếm thông tin tin tức của cháu nội. Và nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng để giúp đỡ gia mình, giúp đỡ gia đình nhà mình. Hy vọng một ngày gần nhất thì sẽ có tin tức về cháu nội của cô để báo cho cô. Và đặc biệt rằng là giúp gia đình nhà mình là sớm đoàn tụ xung vầy bên nhau cô nhá. Rồi cô rất là cảm ơn dữ lắm luôn. Cô cố gắng nhá cô nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây lại tiếp tục một câu chuyện rất là buồn. Thì ngày hôm nay anh em đội chỉ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận một sự việc của bà nội quê hương ở Đồng Tháp lặn lội một quãng đường rất xa để về nhờ anh em giúp đỡ là đi tìm cháu nội. Thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa bé sớm quay trở về một cách an toàn nhất. Còn nếu bé gái mà xem được video này, con thấy bà nội về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về đoàn tụ với lại bà nội cũng như là với gia đình. Nếu con có điều gì buồn phiền khó khăn thì con cứ về tâm sự với nội. Nội luôn luôn là người sẽ là yêu thương con và che chở cho con. Còn tới giờ phút này nếu con gặp những cái điều không hay, và đặc biệt là có thể là con chơi các trang mạng xã hội và bị những cái người xấu lợi dụng cám dỗ rủ dê con đi, tới giờ phút này họ không cho con về, khống chế con, thì hãy gọi bình tĩnh gọi điện về cho các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải qua số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ tìm đủ mọi cách để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái nha. Còn những thanh niên đối tượng nào mà đang giữ bé thì hãy nhanh đưa bé về. Và đặc biệt rằng nếu mà gây ra một cái hậu quả gì nặng nề với bé thì chắc chắn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé năm nay mới 16 tuổi. Cô cứ bình tĩnh đi. Anh em sẽ cố gắng hết sức, sẽ tìm đủ mọi cách để tìm kiếm tin tức thông tin về cháu nội của cô và sẽ đưa bé quay trở về một cách an toàn nhất cô nhá. Thì hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình cũng như là đi tìm cháu nội. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để mà tìm cháu nội nhà mình về không? Dạ có, em cũng tôi cũng cần dữ lắm luôn. Cô đồng ý không ạ? Đồng ý luôn. Đồng ý. Cuối video này thì con không biết nói gì hơn để chúc cho đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là cháu nội sớm quay trở về một ngày gần nhất cô nhá. Dạ rồi, thì em cũng thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã luôn quan tâm yêu thương, chung tay góp sức với lại đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người nhiều hơn. Thì em mong rằng là trong thời gian sắp tới thì nhận được sự yêu thương cũng như là sự đồng hành của tất cả cô chú anh chị cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để tạo nên một cái chương trình tìm kiếm người thân ngày càng thành công và tốt đẹp hơn. Xin phép chào tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Cảm ơn.